Hi, what's up everybody? It's me, Queen, and welcome back to our English class. In today's video, you will learn how to make present simple tense questions. This is a quite tough grammar point for you, but don't be too discouraged early, because in the end, you will definitely learn some valuable knowledge for yourself. And let's learn with me. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn như thế nào nè? Chào mừng các bạn đã đến với buổi học ngày hôm nay cùng với cô Vân Anh hay còn gọi là Miss Queen ha. Trong video lần này thì chúng ta sẽ học được cách làm sao để hình thành những cái câu hỏi trong thì hiện tại đơn. Và cô nghĩ là nó sẽ gây khó khăn cho các bạn trong buổi đầu tiên, bởi vì chúng ta cần phải học thuộc các cái cách cấu trúc để mà chúng ta hình thành những cái câu hỏi trong thì này. Tuy nhiên thì đến cuối video chắc chắn là các bạn sẽ có được những cái kiến thức hữu ích cho mình trong cái việc mà mình sử dụng thì và mình đặt câu với thì hiện tại đơn. Và đây cũng là một cái kiến thức nền tảng và cơ bản nhất để sau này các bạn mở rộng và học thêm những cái thì khác trong tiếng Anh. Ok, so let's learn with me. Let's get into our lesson. Vậy nên bây giờ thì hãy bắt đầu cùng học với cô ha. Guys, we have a picture right here on the left hand side. And by looking at this picture, what questions do you think this man can ask this woman? Các bạn, mình đang có một cái bức ảnh nằm ở phía bên góc trái màn hình. Và khi mà chúng ta nhìn vào bức ảnh này, thì các bạn nghĩ xem là người đàn ông có thể hỏi những câu hỏi nào dành cho người phụ nữ. Whenever we talk to a person and we want to know about their habits, their facts or their references, we have to ask them questions in present simple tense. Bất cứ khi nào mà mình nói chuyện cùng với một người và mình muốn biết thêm những cái thông tin về sở thích, thói quen và sự thật về người đó, thì mình sẽ đặt cho họ những cái câu hỏi ở thì hiện tại đơn. And here, the man can ask the woman some questions are, do you read books at night before you go to bed? Or, do you like reading book? Or, what type of book do you prefer to read? Và ở đây thì người đàn ông này có thể hỏi người phụ nữ một vài cái câu hỏi chẳng hạn như, bạn có đọc sách vào ban đêm trước khi đi ngủ hay không? Hoặc là, bạn có thích đọc sách hay không? Hay thể loại sách nào mà bạn thích đọc? Okay, so depends on the type of questions the opposite person we are talking to can give us answers in yes, no or in-depth information, right? Sẽ tùy thuộc vào cái dạng câu hỏi mà mình đặt ra cho người đối diện mà họ sẽ đưa đến cho mình những cái câu trả lời có hoặc là không, yes hoặc là no, hoặc là những cái câu trả lời mang đến những cái thông tin cụ thể và sâu sắc hơn. Và để cho các bạn biết cách làm sao để đặt những cái dạng câu hỏi như vậy, thì chúng ta đi tiếp đến những phần tiếp theo ha. And for you to know how to make these type of questions, we will learn in upcoming slide, okay? Okay, our today lesson is lesson 5, language focus, and we will discover the tip behind simple present question. Bài học hôm nay của chúng ta là bài học số 5 trong chương đầu tiên. Và phần này mình sẽ tập trung vào những cái câu hỏi trong thì hiện tại đơn. Activity 1. Complete the questions and answers with do, don't, does, doesn't. Then choose the correct words in rules 1 to 4. Hoạt động số 1 trong bài học này, mình sẽ hoàn thành những câu hỏi và câu trả lời phía dưới với các từ do, don't, does và doesn't. Sau đó thì sẽ hoàn thành những cái rules, tức là luật lệ từ 1 cho đến 4 với những cái từ ngữ thích hợp ha. Do her friends like the trainers? We can see the answer here can be either yes, they do or no, they don't. Next, their Neil Dry story. Again, the answer can be either yes, he does and no, he doesn't. From example we just looked at,
Can you choose the best options to complete these four rules? Chúng ta có hai câu hỏi và bốn câu trả lời. Hai câu hỏi, câu đầu tiên dịch nghĩa rằng là bạn của cô ấy thì có thích những cái người hướng dẫn hay không? Câu trả lời mình có thể liệt kê hai phương án, có hoặc là không. Có thì là yes they do, không thì là no they don't. Câu hỏi tiếp theo, bạn Neil này có viết những cái mẫu chuyện không? Thì mình cũng có hai phương án để trả lời, yes hoặc là no. Nếu như yes thì là yes he does, và no thì là no he doesn't. Vậy thì sau khi chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi và câu trả lời với bốn từ do, don't, does và doesn't, các bạn sẽ đi tiếp đến cái phần là hoàn thành những cái nguyên tắc từ 1 đến 4 tiếp theo sau đây ha. Guys, typically we have some rules to keep in mind when making simple present tense questions and answers. And now our job is to choose the correct words for rule number 1 to rule number 4. Các bạn ơi, thì mình sẽ có một vài cái luật cần phải ghi nhớ khi mà hình thành câu hỏi và câu trả lời trong thi hiện tại đơn ha. Công việc của mình bây giờ là sẽ hoàn thành bốn cái luật lệ này với những cái từ ngữ thích hợp. Ok, rule number 1, we use do to make questions with ordinary verbs with I, you, we, they. Rule number 2, we use does to make questions with ordinary verbs with he, she, and it. Hai cái luật đầu tiên thì sẽ dành cho cái việc là đặt câu hỏi. Mình sẽ sử dụng động từ để hỏi do nếu như chủ ngữ của mình là I, you, we, they, danh từ số nhiều ha. Nhưng các bạn phải chú ý thêm là nếu như danh từ số ít đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu, như là he, she, it, thì mình sẽ sử dụng động từ để hỏi là does. Rule number 3. In short answers using ordinary verbs, we say yes, I do and no, I don't. Rule number 4. In short answers using ordinary verbs, we say yes, he does and no, she doesn't. Luật số 3 và số 4 sẽ dành cho cái việc mà chúng ta trả lời câu hỏi trong thì hiện tại đơn. Với luật số 3 thì các bạn sẽ chú ý rằng là nếu như chủ ngữ là danh từ số nhiều thì mình sẽ sử dụng với câu trả lời có đi kèm theo động từ do hoặc là do not, hay còn gọi là don't. Thì câu trả lời mình sẽ là yes I do và no I don't. Ngược lại, khi đó là chủ ngữ là danh từ số ít, he, she hoặc là it, thì câu trả lời của mình sẽ là dùng với từ động từ là does hoặc là does not. Cho nên câu trả lời sẽ là yes, he or she does, or no, she doesn't, or he doesn't. Okay? Guys, we just read through on the rules together of how to make present simple question and answer. And now it's time for us to take a deeper look at the structure of present simple question. Các bạn ơi, mình đã cùng nhau đọc qua bốn cái luật lệ để làm một cái câu hỏi và câu trả lời trong thì hiện tại đơn rồi. Bây giờ là cái lúc mình đi vào kỹ hơn cái cách mà mình sẽ tạo nên một cái câu hỏi trong thì hiện tại đơn, nó sẽ có cái cấu trúc như thế nào ha. If you still remember, in the previous lesson, we talk about the positive and negative form of present simple statements, right? So now I will guide you on easy tips to transfer a statement into a question. Nếu như mà trong bài học trước, các bạn và cô đã đi qua cái cách làm sao để mà mình hình thành một cái câu ở dạng phủ định và dạng khẳng định rồi, thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà mình thành lập một cái câu hỏi, mình đặt một cái câu hỏi trong thì hiện tại đơn, và mình sẽ đi kỹ vào cái cấu trúc của nó như thế nào ha.
you have to pay attention into the subjects of that statement. If it's a plural noun, such as I, you, we, they, we have to keep the subject unchanged in the question form, okay? And then we put the verb do in the beginning of the questions, and then we plus the object after the subject, I, you, we, they, with the ordinary verb study, without adding s or es. Đầu tiên thì mình sẽ chú ý cho cô kỹ đến cái phần chủ ngữ của một cái câu trong thời hiện tại đơn là I, you, we, they, tôi, bạn, họ hoặc là chúng tôi. Mình sẽ giữ nó ở nguyên trong cái phần câu hỏi và mình sẽ thêm cái động từ để hỏi là do lên đầu câu. Sau đó mình sẽ cộng với lại một cái vị ngữ chứa động từ nguyên mẫu các bạn ha. Mình sẽ không thêm s hoặc là es gì cả bởi vì mình đã có động từ lễ hỏi là do ở đầu câu rồi. So you will have the question like do you study 5 days a week or do we study 5 days a week. Okay. Next, if you see the subject is singular noun like he, she, or it, you still keep the subject unchanged in the question form, and then you will add the in the beginning of the questions, and then plus the object with ordinary verbs behind the subjects. Okay, so we have our question here is the he worked 8 hours per week or the she worked 8 hours per day, for example. Ngược lại, nếu như mà các bạn thấy rằng là chủ ngữ mình là danh từ số ít, he, she hoặc là it, thì các bạn sẽ giữ nguyên cái chủ ngữ này ở trong thể câu hỏi. Mình sẽ thêm does ở đầu câu và mình sẽ cộng với vị ngữ kèm với lại cái động từ nguyên mẫu ha, không chia gì cả. Các bạn nắm được không nào? Do you get it? Okay, to help you learn better, I wrote down the structure of present simple questions for yes-no answers. You can write this structure down in your notebook and then read again these questions. It will help you for later practicing. Và để giúp cho các bạn nhớ lâu hơn thì cô đã hệ thống lại hai cái structure cấu trúc để hình thành một cái câu hỏi trong thì hiện tại đơn với dạng câu trả lời là có hoặc là không, yes, no. Các bạn có thể viết lại hai cấu trúc này vào tập sách của mình và sau đó mình có thể nhìn lại khi mà các bạn làm bài tập và luyện tập thì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều ha. Okay, guys, let's continue with the primer point. We have not yet done with it. Sometimes we do not ask people with you and their question only, right? We want to collect more information from them. We want to know more about their life, their habits, or their references. And that's when we have to use question with the question words like what, where, when, who, what time, how often, how many, etc. Chúng ta tiếp tục với cái phần ngữ pháp. Cô tin chắc rằng là ngoài những cái câu hỏi để nhận về được những cái câu trả lời là có hoặc là không thì phần lớn trong cuộc sống của mình luôn hỏi người đối diện những cái câu mà đặt ra để cho họ đưa đến cho mình những cái thông tin chi tiết và cụ thể hơn, đúng không nào? Và đó là cái lúc mà mình sẽ đặt ra những cái câu hỏi có chứa những cái từ để hỏi như là what, where, when, who, what time, how often. And when we make the question with question word, all you have to do is put the question word
before, do and there's. Và khi mà chúng ta đặt ra những cái câu hỏi mà để nhận lại được những cái câu trả lời nó sâu sắc hơn như vậy á, thì mình sẽ dùng những cái từ để hỏi như là khi nào, ở đâu, cái gì, ai, thời gian nào. Và việc cần làm của chúng ta đó chính là để những cái từ để hỏi phía trước động từ hỏi là do, does các bạn ha. For example, what do you watch on TV? Or whether he go. Here I have a note for you. Answers for WH questions for subjects as singular noun like he, she, it. We will put S and ES after the verbs in our answer. For example, whether he go. He goes to school. Whether she go. She listen to music. Với cái phần ghi chú này thì cô nghĩ là nó sẽ không quá mới mẻ, không quá khó cho các bạn đâu. Nếu như mà chúng ta đã làm quen với cái cách hình thành cái thể phủ định và thể khẳng định của một câu ở trong thì hiện tại đơn ở bài học trước rồi, thì mình đã rất là quen với phần này rồi ha. Cho nên là khi mà mình gặp câu hỏi đối với lại từ danh từ số x, he, she, it, thì mình cứ chia câu trả lời, chia động từ ở câu trả lời thêm S hoặc là ES các bạn nhé. Okay, it's time to practice what we learned. Bây giờ là thời gian để mà mình thực tập những điều mà mình đã học. Practicing is the best way for us to remember on the structure and grammar points we learned together. And for these six questions, I strongly believe that you can complete them with the right verbs. We also have an example here for you. Do you talk about your life? I recommend you to stop the video right here for 5 minutes to complete 6 sentences and then you can check your answer with me. Thực tập là cái cách tốt nhất để mà mình ghi nhớ những cái cấu trúc mà mình đã học trong bài học ngày hôm nay. Và với 6 câu hỏi ở đây thì cô hy vọng rằng, cô tin chắc rằng là các bạn sẽ hoàn thành nó với lại những cái động từ được chia ở cái dạng đúng của nó ha. Đầu tiên thì các bạn có một cái ví dụ đó là do you talk about your life. Với cái ví dụ này các bạn tập trung chú ý cho cô trước khi mà mình chia từ, động từ nào cho các cái câu hỏi thì mình hãy chú ý đến cái chủ ngữ được nhắc đến là danh từ số ít hay là danh từ số nhiều. Nếu đó là danh từ số ít thì mình sẽ chia với động từ does đầu câu. Và nếu đó là danh từ số nhiều thì mình sẽ chia là động từ do ở đầu câu ha các bạn. Các bạn nên dừng video này lại trong vòng 5 phút để mà mình hoàn thành bài tập này. Sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong rồi thì các bạn hãy kiểm tra những cái đáp án của các bạn làm so với lại các đáp án của cô hiển thị trên màn hình ha. Alright, for the first question, it says, do you and your friends make videos? Here, you focus on the subjects that mentioned in this question. You and your friends are regular nouns, so that why we put do in the beginning of our questions, following by our ordinary verb, which is make. Question number two, do you meet your friends after school? It is quite similar to question number one and our example. So I think you did it right. Number three, there's your best friend live near you. Your best friend is singular noun, which indicate one person that mentioned in this question. So that's why we put does in the beginning with ordinary verb, which is live. Number four, do you collect things? And number five, there's your dad stay in bed late? Because our subject here is our singular noun, your dad. So we put there's in the beginning. And last questions we have, do people in your class talk a lot? People in the class, it means many people, many friends, many teammates or partner in your class. It includes a group of people, so that why we put do in the beginning of this question,
Okay. Đối với tất cả 6 câu hỏi này thì như là cô vừa nói với các bạn ban đầu ở cái phần ví dụ á, là chúng ta phải xem cái chủ ngữ được nói đến trong câu là ai, người nào, đó là danh từ số ít hay là danh từ số nhiều. Rồi sau đó mình sẽ chia động từ do, does cho đúng. Và với câu hỏi thì hiện tại đơn thì tất cả những cái động từ phía sau ở trong câu thì mình đều giữ nguyên mẫu các bạn ha. Và các bạn làm đúng được bao nhiêu câu, bao nhiêu chỗ trống trong cái hoạt động số 2 này rồi? Các bạn có thể cho cô biết trong phần bình luận của mình ha. Activity 3. Ask and answer questions from Activity 2. Use do, don't, does and doesn't in your answers. Hoạt động số 3, các bạn sẽ đặt câu hỏi và trả lời những cái câu hỏi đó từ cái hoạt động số 2 mà mình vừa làm cùng nhau đó. Trong cái câu trả lời của mình thì các bạn hãy dùng những cái động từ là do, don't, do hoặc là doesn't ha. Và phần này thì mình sẽ lên lớp và mình làm cùng với lại các bạn ở trong lớp của mình nha. Bởi vì chúng ta đang có một cái buổi học online cho nên là cái việc mà practice cùng với cô một một thì cực kỳ là khó hay là bất tiện. Cho nên là phần này các bạn sẽ làm với những người có thể nói tiếng Anh cùng với các bạn, hoặc là những cái bạn đồng trang lứa trong lớp mà chúng ta cùng học tiếng Anh ở cái chương trình này ha. Activity 4. Read the answers and complete the questions with the words in the box. Hoạt động số 4, mình sẽ đọc những cái câu trả lời và sau đó mình quay ngược lên, mình hình thành, mình đặt ra những cái câu hỏi cho từng câu trả lời các bạn nhé. We will have a look at an example first and then for the rest of 6 questions, you will do it on your own before checking your answer with me. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua cái phần ví dụ trước. Và sau đó với 6 cái câu hỏi trong bài tập này thì các bạn sẽ tự hoàn thành nó trước khi mà các bạn kiểm tra đáp án của mình với cô ha. We have a given answer. Yes, I do. I love watching films. So we use the question word is do you ever go to the cinema? Bạn có bao giờ đến rạp chiếu phim chưa? Thì câu trả lời sẽ là có, tôi đến rạp chiếu phim rồi và tôi rất là thích xem những bộ phim. Okay, it's your turn now. Pause the video for 5 minutes to accomplish 6 questions. Okay. Và bây giờ đến lượt các bạn hoàn thành 6 cái câu hỏi này. Chúng ta cũng đọc những cái câu trả lời ở phía bên tay phải và sau đó chúng ta tìm những cái từ để hỏi tương ứng với lại con người, thời gian, địa điểm hoặc là số lần hoặc là lý do tại sao ha. Các bạn nên dừng video trong 5 phút và mình hoàn thành bài tập này nhé. Okay, the answers for question number 1 is how often do you go? Because we see the answer here is that not often, about once a month. It talks about the frequencies that this guy go to the cinema, right? So the question words must be how often. Với câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ điền cái từ để hỏi là how often, có nghĩa là có thường xuyên, cái mức độ thường xuyên mà bạn đi đến cái cinema này là bao nhiêu lần. Thì bạn này mới trả lời là không thường xuyên lắm, chỉ khoảng một lần một tháng mà thôi. Câu hỏi số 2, mình sẽ dùng từ để hỏi là who do you go with? Bởi vì mình thấy câu trả lời ở đây là my best friend and sometimes my sister, đề cập đến con người ha, người bạn thân và đôi khi là chị của tôi. The next one is where do you go? Because we have an answer here is to the cinema in town. It talk about the place of that cinema, right? So our question word might be where. Question number 4, when do you go? Because we see our answer is usually on Saturday morning. It mentions about the times in the week, especially in the afternoon of Saturday. Number 5, what do you watch? Bạn thường xem bộ phim gì? Thể loại phim gì? Scary films, những bộ phim kinh dị. And lastly, why do you watch scary films?
Because my friend loved them. Tại sao bạn xem những bộ phim kinh dị vậy? Bởi vì bạn của tôi rất là thích nó, thích chúng, ha? Okay, guys, we move to the last activity in this lesson. This is activity 5, and the requirement of this activity is work in pairs. Ask questions using words from boxes A and B. Find out different things about your partners. Mình đi đến cái hoạt động cuối cùng trong bài tập ngày hôm nay rồi các bạn ha. Hoạt động này thì mình sẽ xem những cái từ được viết trong cái hộp A và hộp B. Sau đó thì chúng ta đặt những cái câu hỏi và trả lời, tìm hiểu thêm về cái người bạn ở trên lớp của mình. Những cái từ được viết ở trong hộp A là những cái từ dùng để hỏi và những từ được viết ở trong hộp B là hoạt động hoặc là con người. Chúng ta có thể kết hợp từ trong hộp A với từ trong hộp B để hình thành một cái câu có nghĩa. Và từ những cái câu đó thì người bạn của mình sẽ trả lời theo những cái câu mà mình hỏi ha. This activity is recommended to do between two people, especially when you are in class with your friends. So I give you examples of a conversations, of a short conversations, and you can do the similar things with your friends in your speaking conversations, okay? Hoạt động này thì sẽ khuyến khích các bạn làm ở trên lớp cùng với những người bạn của mình. Nhưng mà ở đây thì cô cũng sẽ đưa ra cái ví dụ ngắn, cực kỳ ngắn thôi. Và các bạn có thể tiếp tục cái ví dụ của cô hoặc là các bạn đặt ra những cái cuộc hội thoại riêng, những cái câu hỏi mà các bạn muốn hỏi người bạn của mình để hiểu thêm về bạn ấy thì chúng ta cùng nhau đặt câu hỏi và trả lời ha. Back to the example, we have student A and student B, okay? Student A asks the first questions is, what do you watch on TV? Student B reply, I usually watch films. Student A say, me too. Vậy thì là cô đã đi qua một cái phần ví dụ cho các bạn luôn rồi. Ví dụ này thì nó khá là đơn giản thôi, nhưng mà khi mà các bạn thực tập mà cái cuộc hội thoại của mình á, thì cô nghĩ nó sẽ phức tạp hơn một tí ha. Các bạn cứ thực tập cùng nhau nhé. Nếu như mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy để lại phần bình luận để mà cô hướng dẫn thêm cho mình nha. Guys, remember to do your homework. Please learn by heart on the structure and do the workbook exercises, page 11. Trong phần bài tập về nhà thì các bạn giúp cô là học thuộc lại những cái điểm ngữ pháp và cái cách mình hình thành một cái câu hỏi trong thể hiện tại đơn cũng như là cách mà mình sẽ trả lời những cái câu hỏi đó. Các bạn cũng sẽ làm bài tập trong sách workbook vào trang số 11 ha. Thank you guys for your attendance. I will see you in the next video. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp học ngày hôm nay và cô sẽ gặp lại các bạn trong video lần sau ha. Goodbye and have a good day.